Theo thông tin cập nhật từ Bộ Y tế, từ 17 giờ ngày 23 tháng 9 đến 17 giờ ngày 24 tháng 9, cả nước tiếp tục ghi nhận ca mắc COVID-19 tại 34 tỉnh, thành phố, trong đó có 4.068 ca ghi nhận trong cộng đồng. Tính từ 17 giờ ngày 23 tháng 9 đến 17 giờ ngày 24 tháng 9, Việt Nam ghi nhận 8.537 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 7 ca nhập cảnh và 8.530 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày có 12.371 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và có thêm 203 ca tử vong được ghi nhận. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 736.972 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 505.859 ca. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Ngày 23 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội đồng tổ chức hội thảo Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Thái Lan ứng phó với dịch COVID-19. Hội thảo có sự tham gia phát biểu của 15 diễn giả là chuyên gia hàng đầu về kinh tế, nhà quản lý doanh nghiệp của Thái Lan và Việt Nam và các tổ chức quốc tế, thu hút sự quan tâm tham dự của hơn 200 đại biểu từ các bộ ngành địa phương doanh nghiệp hai nước. Các chuyên gia nhận định đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng các nước đều đã bước sang giai đoạn chuẩn bị tích cực cho phục hồi kinh tế với việc đề ra các chính sách vĩ mô phù hợp hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi, đồng thời cho rằng Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong phục hồi kinh tế, có nền kinh tế mở và tận dụng lợi thế từ các FTAS thế hệ mới, khuyến nghị thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi sang kinh tế xanh và bền vững. Các doanh nghiệp khuyến nghị chính phủ hai nước cần sớm có lộ trình mở cửa kịp thời, đề ra các biện pháp nhất quán để doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt, hạn chế gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các chuyên gia và doanh nghiệp đều đánh giá cao các biện pháp quyết liệt của Việt Nam trong kiểm soát dịch bệnh, bày tỏ mong muốn tiếp tục chung tay cùng chính phủ Việt Nam trong kiềm chế dịch bệnh, phục hồi kinh tế. Hôm nay tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phục hồi chức năng vật lý trị liệu và tâm lý trị liệu sau nhiễm COVID-19. Đối với hầu hết người bệnh, khi không may bị nhiễm COVID-19, sau khi được điều trị khỏi, thương tổn về nhiều mặt khác nhau. Trong đó, việc phục hồi tâm thế, thể chất, chất lượng cuộc sống thường nặng nề, áp lực đối với người bệnh. Trung tâm Phục hồi chức năng vật lý trị liệu và tâm lý trị liệu sau nhiễm COVID-19 được trang bị hệ thống trang thiết bị y tế chuyên dụng, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phục hồi chức năng, vật lý trị liệu. Các chuyên gia tâm lý sớm giúp người bệnh mau bình phục, ổn định nhanh chóng, sớm hòa nhập với cuộc sống. Với phương châm tiên phong, đi đầu, đón đầu, hiệu quả, thiết thực, nhanh chóng, an toàn của tuyến đầu chống dịch, Bệnh viện Lê Văn Thịnh luôn phát huy vai trò công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa hạng nhất, trung tâm thành phố Thủ Đức, góp phần quan trọng đưa thành phố Thủ Đức sớm trở lại vùng xanh an toàn, nhanh chóng khôi phục kinh tế, người dân được an toàn, an tâm trong cuộc sống. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, người dân tại các vùng xanh của quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu được đi chợ trở lại và sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Cam bao nhiêu một ký? Có giá 40 một ký nha cô. Một ký. Như vậy là sau một khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội tương đối là dài thì ngày hôm nay thì người dân của thành phố Hồ Chí Minh đã được phép đi chợ lại. Đây là phiên chợ dã chiến do Ủy ban Nhân dân quận 5 tổ chức dành cho những người dân ở vùng xanh đã tiêm đủ 20 vaccine cũng như là những người mà đã từng mắc bệnh COVID-19 đã được chữa khỏi bệnh và thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định. Phiên chợ này được tổ chức một cách luân phiên, có nghĩa là ở mỗi một phường của quận 5 thì sẽ được tổ chức trong vòng 3 ngày để người dân có thể mua các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tôm, cá, các loại rau củ, thực phẩm thiết yếu, tất cả đều đã được bày bán tại phiên chợ dã chiến này để phục vụ người dân. Hàng hóa hôm nay cũng khá là đủ, khá nhiều luôn, phong phú luôn. Nói chung là những cái thường ngày á, mình cần những cái gì đó thì cô xem như cũng ổn định hết, cũng có đầy đủ hết. Sau hơn 2 tháng phải ở nhà đặt hàng qua hình thức trực tuyến, thì nay được trực tiếp đi chợ và lựa chọn những thực phẩm cần thiết cho gia đình, nhiều người dân không khỏi phấn khởi. Lâu lắm rồi đi chợ này thấy gì cũng ok, cũng là bà con được như vậy cũng ok lắm rồi.
Để có thể bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho khu vực chợ dã chiến này, Ủy ban Nhân dân quận đã huy động nhiều lực lượng liên tục kiểm tra phiếu đi chợ và nhắc nhở người dân giữ khoảng cách khi mua hàng. Phường cũng có phát phiếu theo hộ gia đình, mỗi hộ gia đình thì một người đại diện để giữ được cái khoảng cách, thì đảm bảo được cái độ an toàn cho chợ. Việc triển khai những phiên chợ dã chiến lưu động như thế này tại các khu vực vùng xanh không chỉ tạo cơ hội cho người dân được trực tiếp mua sắm những món đồ thiết yếu, mà còn giúp người dân thoải mái hơn sau những ngày phải ở yên trong nhà, thực hiện chỉ thị 16 của thành phố.